Hello hello, chào mừng anh Châu trở lại với kênh review của Soul Smile. Em là Tiến, hôm nay mọi người cùng xem viên Tiến một chiếc PRS máy pin và là mặt green, mặt xanh lá. Hy vọng sẽ không bị anh em sao lắm. Đây. Đợt này thì họ có hai cái băng keo này để dễ nắm tuột anh em. Mà em thì thấy hơi ghê ghê. Cầm thấy nó dễ tuột quá. Dễ dễ mất siêu quá. Rồi hôm nay sẽ là một chiếc với mặt màu xanh lá. Lâu rồi mới dịp lại về xanh lá anh em ạ. Đứt hàng từ hồi năm ngoái luôn, ghê thiệt. Ồ tính là giáp năm rồi. Rồi chiếc này ta sẽ có báo hết pin nè, trong lớp 13 thép không rỉ và kính sapphire. Chỉ có cái cuối cùng đây nè. Em có nghĩ tới nghĩ lui nhưng mà không biết cái đây là cái gì. Anh em nào biết thì bình luận ở dưới video cho em tiếng biết với nha. Đợt trước thì chưa có đâu, đợt này họ thêm cái dấu này nữa. Và mã hôm nay sẽ là T137410110091000. Phiên bản sẽ có size mặt là 40, độ dày 10.4 và lớp tua lớp sẽ là 44.8. Thì cái màu mặt chắc chắn là điều đáng nói nhất. Anh em là chơi hệ phong thủy hoặc là thích màu sắc theo phong trào màu của năm thì có thể chọn phiên bản này. Rồi, phiên bản 40 sẽ phù hợp với anh em có cổ tay từ 16 trở lên, hoặc là anh em không quá khắt khe về size như tay 15.5 nè, bởi vì chiếc này sẽ có dáng thể thao là các bạn trẻ vẫn có thể mang được nha. À, tại vì các bạn trẻ nếu mà mang cái size 35 thì nhìn nó hơi già, em có lên tay thử cho vài bạn rồi thì cuối cùng thì vẫn chốt lại là vẫn nên size 40 nha, tới tận bây giờ luôn. Còn lại tùy anh em thích phong cách kiểu vintage mà hoàn toàn luôn thuần luôn á thì mới nên chơi cái size 35, còn không thì size 40 sẽ dễ chịu hơn nhiều nha. Đây vừa ra rồi. Và cái màu mặt tới với phiên bản màu xanh lá thì ta sẽ có mặt trượt trả tia silver nghe nè. Đó các bạn nên nhìn rõ ha, thì họ sẽ trải cho nó gần tới thôi, nghĩa là nó sẽ còn một cái viền ở ngoài cùng, thì ngoài viền sẽ là vạch chi phúc của mình được sơn màu trắng lên cho tia silver bên trong thôi. Tất cả các sơn dạ quang của hãng thì họ làm nó phải thật là ngay ngắn nghe nè, quan trọng lắm nha, quan trọng lắm luôn á. Nhà quay rất kỹ phần này cho anh em. Anh em biết lý do tại sao rồi đó. Rồi, mở cọc số nhỏ, gọn nhưng mà sẽ được đánh bóng hai bên, đánh xước bên trên. Bộ kim cũng vậy, bộ kim sẽ được làm đánh phần xước, đánh rất là mịn màng. Đó, cả hai kim nha. Tại cái kim phúc nó nằm cao hơn, mình sẽ coi kim phúc rõ hơn. Đánh nó chìm xuống, cái lòng xước nó sẽ chìm xuống ở dưới một xíu. Còn kim phúc hai cạnh bên sẽ đi bóng, dán kim vuông, thể thao. Vị trí bài giờ ta sẽ được ngày. Từ trên xuống ta sẽ có Tissot PRS Sweep Max ở đây, kính sapphire cho anh em vì benzo rồi sẽ đi bóng và vá góc. À, vỏ thì sẽ là dán tonneau, à, cái dán của những năm 70, dán tonneau này rất là thịnh hành ha, và rất nhiều xà hãng họ làm cái dán này, không riêng gì PRS đâu, rất nhiều hãng họ làm ha anh em. À, hoàn thiện cực kỳ tốt rồi. Rồi về dây ta sẽ có dây thép cho anh em là sự xử lý bóng phần trên đánh ta cho anh em xử lý xước phần trên đánh bóng phần trong, nhưng phần sáng sáng này là xử lý bóng này, còn phần này phần xước mà vẫn rất lấp lánh. Khóa gập giữa Tissot 1853, bởi vì chiếc này là chiếc máy pin nên là ta sẽ có nắp lít kín thôi, thế này 68C 68C. Rồi trong nước 13 nè, stainless steel thép không rỉ. Rồi máy dòng này sẽ chia 3 kim một lịch, thì sẽ sử dụng máy là F06.115 với giá hiện tại họ đang đề xuất là khoảng 400 cho nước ngoài anh em, nhưng mà ở Việt Nam thì em thấy họ đợi đang đợi khoảng tầm 11, đang sell up còn xuống 10 thì nó cũng bằng cái giá bán lẻ hiện tại của thế giới, và em có mức giá sale tốt hơn cho anh em. Giá giảm còn 8.1 và vẫn sẽ bảo hành máy cho mình 5 năm thay pin miễn phí trọn đời của dòng sản phẩm máy pin thế này ha. Bạn Tiến cũng xin chân thành cảm ơn các anh em đã lựa chọn xem video của Smile trong hàng triệu video. Xin phép hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye!